Tên gì mà nó bóng cộm thế vậy bạn ơi? Tại mà nhìn thấy cái hình của cái ông thợ sơn đang phun ở trong cái cột luôn mà. Đây là mới thổi qua một lớp nha. Mới thổi qua lớp á, mặt bên đây chưa thổi nè. Xé góc bên đây là chưa thổi nè. Thổi rồi hả? Thổi luôn rồi hả? À, đầu cái đầu này hay cái chỉ này chưa thổi nè, cái chỉ bạn thấy nó nhám nè. Còn cái cột kia bạn nhìn thấy ở trên dưới à, giống như cái tấm kính vậy đó. Cái này thì không có sợ bám bụi hay là không có sợ mắm rong rêu gì ha. Cái này là mới vô lớp đầu thôi. Mới lớp đầu thôi. Cái này mà mình xài bóng chống tia UV nữa thì để nó tránh cái hiện tượng là nó ngã vàng. Nên có nhiều người không biết là làm xong một cái cột xong một vòng một vài năm á, trong vòng có một nắng hai nắng là nó đã ngã vàng hết rồi. Thì đây là cái cách mà ông Quán Sơn tôi làm. Và đã có nhiều cái công trình và nó lên tới mười mấy năm rồi, 15 năm rồi mà màu mè nó vẫn còn giữ được nguyên. Thì làm cái gì nó cũng phải có bí quyết của nó các bạn ạ. À, có nhiều bạn lúc trước xem video trước thì cũng có hỏi là khi mà thổi bóng như thế này thì có cần phải phun bóng phủ bên ngoài không, hay là có cần phải chà đi không? Thì thưa các bạn là cần phải, mình mặc dù mình thổi lên nó rất là bóng như thế này nhưng mà mình phải dùng nhắm nước, nhắm Nhật á, lại 1000 trở lên nha. Xài mà nhắm nhắm mà nó giống như là cái tờ giấy á, bạn xả lại cái bề mặt, xả sơ lên có thể là nó một vài cái hạt hạt mà khi mà bạn phun ở chỗ này á thì nó bay qua cái bụi chỗ kia, nó đâu nó làm nhám ở những chỗ đó, thì mình xả lại hết chỗ đó xong rồi mình mới phun bóng chống tiêu UV lên thì nó mới bền được. Bình thường nếu mà chúng ta sơn cái này chúng ta không cần phân bóng là cũng là ok rồi, nhưng nếu mà để cho có một cái căn cái cột một cái màu mà nó bền lên tới mười mấy năm hai chục năm thì chúng ta phải phủ thêm cái lớp bóng chống tia UV. Cái chuyện này thì làm cái việc này thì có nhiều người hỏi là cái khâu nào là khâu quan trọng nhất. Thì cái khâu mà quan trọng nhất theo mà ông bán sơn tôi làm và chia sẻ lại với bạn thì đó là cái khâu xả với nhám nha các bạn, không phải là chét, cũng không phải ông thợ thổi sơn, cũng không phải là ông thợ thổi bóng luôn, mà nó phải kết hợp với nhiều ông thợ, nhưng mà đặc biệt là cái ông thợ xả nhám. Tại xả mấy cái này là nếu mà chỉ cần một cái lỗ rất là nhỏ đi thì bạn hình dung là bạn cũng có thể phát hiện được nó sẽ bị tình trạng như thế nào. Mà đưa cây đưa đồ lên là cẩn thận chút nha, nhẹ nhàng chút cái để nó bay cái hạt cát qua đấy, kết hợp nhiều thứ lại thì để nó có được một cái tác phẩm đẹp được. Đây là cái công trình, đây cột đây là sau khi mà xả xong rồi nè, xả xong rồi thì đã sơn lót xuống kìm nè. Khi mà xả xong mà lăn lót thì bạn sợ biết như này là có lăn lót hay không, thì bạn đưa cái tay lên bạn phủi phủi là nó không có dính miếng bụi nào lại, thì đó là đã công trình đã có sơn lót rồi. Cách nhận biết sơn lót cũng rất là đơn giản, ông bán sơn tôi cũng đã làm video chia sẻ cho bạn trong cái kỳ trước. Thì cái này cũng tương tự thôi ha, mình kiểm tra sơn lót cái là thực tế hơn. Sau khi mà sơn lót rồi thì bạn để khô ít nhất là khoảng 2 giờ rồi sau đó chúng ta mới lên lớp phủ. Lớp phủ thứ nhất, lớp phủ thứ hai cũng tương tự cách nhau 2 giờ như vậy. Đây, rồi hai cây cột trước thì thợ đang chét. Hai cây này thì đã lên, một cây là đã lên bóng rồi. Mặt trên này thì kết hợp với lại sơn đá hạt, sơn gọi là sơn sần, sơn đá hạt, sơn đá nè, sơn da đá đấy. Còn mấy cây cột này thì phối trơn là sơn sơn men, giống như là gạch men vậy đó. Ngay đây ông thợ chét, chét xong rồi bắt đầu là ông thợ xả, đưa chuyển qua xả.
đây là toàn bộ nội thất của sơ bộ căn nhà tôi để quay gần để cho anh em ngắm nha. Anh em nào đang xem kênh của ông Bán Sơn mà chưa follow kênh ông Bán Sơn thì nhớ ủng hộ ông Bán Sơn một lượt follow nha, để tôi có động lực ra nhiều video hơn, có ích hơn cho mọi người. Hoặc là có những cái vấn đề gì mà bạn xem video và bạn cần đặt câu hỏi cho ông Bán Sơn thì hoàn toàn có thể đặt câu hỏi để ông Bán Sơn tôi có thể trả lời bạn, hay là đóng góp ý kiến, hoặc là giới thiệu bạn về một cái món nào đó mà bạn quan tâm. Đây, đây là khu vực xuống dưới, cầu thang xuống dưới nè. Cái biệt thự này nó rất là lớn, đẹp rộng rãi. Đây, dưới này thì trên trần mà sử dụng cổ điện, gác vàng. Đây là một khu biệt thự rất là đẹp và được xây dựng tại Bầu Bàng. Thì bạn xem video này và thấy nếu mà thích cái mẫu này và mong có nhà ý là muốn xin mẫu này thì hoàn toàn có thể kết nối với ông Bán Sơn để tôi hỏi xin cho bạn miễn phí cái bản vẽ này, cách phối màu lên màu luôn, và hoặc là giới thiệu nhà thầu cho bạn luôn nha. Ok, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.